Sự thật về rùa thần khổng lồ dưới lòng sông Hoàng Hà trị hạn hán giúp người dân năm 1965. Năm 1965, một con rùa khổng lồ cao bằng ngôi nhà 3 tầng được đào lên từ sông Hoàng Hà ở huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. Hàng trăm người có mặt tại hiện trường đã rất sợ hãi và cùng nhau quỳ xuống. Tuy nhiên, vì sao sau đó con rùa khổng lồ này lại đột ngột biến mất một cách bí ẩn? Hạn hán kỷ lục ngay lập tức được giải trừ. Bí ẩn nào về những thủy thần và quái thú bên trong lòng sông Hoàng Hà còn chưa được tiết lộ? Mời các bạn cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi trong video ngày hôm nay. Thần thú dưới lòng sông Hoàng Hà. Năm 1965, huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây đã gặp phải thảm họa chưa từng có trong vòng một thế kỷ. Suốt mùa hè năm đó, trời không có mưa, tất cả sông ngòi và hồ chứa đều cạn kiệt. Ngay cả sông Hoàng Hà cũng lộ ra lòng sông nứt nẻ. Người dân hai bên bờ tranh thủ cơ hội này để đào sông. Do Hoàng Hà là một con sông lớn nên sẽ có một lượng trầm tích lắng đọng theo dòng chảy. Người dân phải cùng nhau làm sạch lòng sông để tránh lớp trầm tích quá dày làm vỡ đê. Mặc dù hành động này sẽ làm cho lòng sông tiếp tục bị xói mòn, gây ra nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng dân làng ở đây xem đó là nhiệm vụ phải làm hàng năm. Nhưng lý do lớn nhất có lẽ là do vô số tàu buôn cùng các kho báu cổ đã bị sông Hoàng Hà nuốt chửng trong hàng ngàn năm qua. Nhiều người may mắn sẽ có thể đào được một mảnh kho báu có giá trị hơn nửa năm tiền công lao động. Mặc dù thời điểm này chưa có máy móc tiên tiến, họ chỉ có thể sử dụng sức người, nhưng hầu hết dân làng đều đổ xô vào công việc này. Vào thời điểm hạn hán năm 1965, có hơn 300 người dân của huyện Lâm Phần đã đào bới dưới dòng sông ròng rã suốt 5 ngày, nhưng vẫn không tìm thấy món đồ nào có giá trị. Đột nhiên, trong nhóm có người cầm xẻng đào xuống thì phát ra âm thanh va chạm mạnh. Rõ ràng là va phải một vật rất cứng. Những người xung quanh lo lắng, tạm gác công việc đang làm lại để giúp đỡ anh ta. Có khi lại tìm được gì đó có giá trị. Người đàn ông nhanh chóng tiếp tục đào và phát hiện một tảng đá đen mịn lộ ra dưới cát. Khi họ đào sâu hơn thì thấy bề mặt của tảng đá đầy khe và có hình dạng hơi cong. Tất cả đều nghĩ rằng họ đã đào trúng một ngôi mộ cổ nên cùng nhau nỗ lực đào bới. Tuy nhiên, diện tích của tảng đá này lại lớn đến không ngờ. Khi đang miệt mài đào xuống sâu hơn, đột nhiên mọi người cảm thấy mặt đất dưới chân mình bắt đầu rung chuyển. Ai nấy vội vã chạy ngược vào bờ. Mặt đất dần chuyển động dữ dội hơn, khiến nhiều người không khỏi lo lắng sợ hãi vì nghĩ rằng mình đã kinh động đến một vị thần nào đó. Họ hét lên và bỏ chạy tán loạn. Chỉ có một số người dũng cảm thấy có gì đó không bình thường nên vẫn ở lại xem xét. Một lúc sau họ mới nhìn thấy đây không phải là một ngôi mộ cổ mà là một con rùa khổng lồ. Thân nó vẫn chìm trong bùn, chỉ có đầu là ngóc lên. Toàn thân rùa cao gần bằng tòa nhà 3 tầng, ước chừng to bằng một cái hồ. Nhưng con rùa sống hàng trăm năm tuổi cũng không thể to lớn như thế. Đây chỉ có thể là rùa này đã sống đến hàng nghìn năm. Những người có mặt tại hiện trường sợ hãi đến mức quỳ xuống và không ngừng bái lạy rùa thần. Một ông lão trong đám đông với sự hiểu biết của mình đã nói rằng đây không phải là một sinh vật tầm thường mà là con trai trưởng của Long Vương có hình dáng của rùa, tên là Hí. Đó là một sinh vật thần thoại được tôn thờ trong văn hóa Trung Quốc. Rất nhiều dân làng tin vào điều này nên đã đặt nhiều cúng phẩm ở bên bờ sông. Tuy nhiên vào đêm hôm đó, con rùa khổng lồ đột nhiên biến mất không dấu vết. Điều kỳ lạ là sau khi dân làng huyện Lâm Phần tỏ lòng thành kính với rùa thần thì vào chiều hôm đó trời bắt đầu mưa to kéo dài. Mặc dù vừa mới đây hạn hán còn dai dẳng. Sự kiện xảy ra càng khiến người dân tin vào những câu chuyện huyền thoại về các thần thú như rùa khổng lồ ẩn nấp ở dòng sông Hoàng Hà. Bí ẩn dưới lòng sông chưa được giải đáp. Năm 1965, dân làng ở huyện Lâm Phần, tỉnh Sơn Tây đã phát hiện ra một con rùa khổng lồ cao bằng tòa nhà 3 tầng bên sông Hoàng Hà. Nhưng ngày hôm sau, con rùa này đột nhiên biến mất mà không ai biết được nó đã đi đâu. Đây là sự kiện rùa khổng lồ xuất hiện trên sông Hoàng Hà, gây náo loạn báo chí trong một thời gian dài. Hoàng Hà là một trong số những con sông cổ nhất ở Trung Quốc. Nơi đây có rất nhiều chuyện ly kỳ xảy ra. Vì dòng sông này chảy xuống từ cao nguyên Hoàng Thổ, nên theo thời gian mang theo rất nhiều trầm tích, phù sa. Nếu những trầm tích này nhiều quá mức, sẽ dễ làm vỡ đê mỗi khi mùa lũ đến, gây ra lũ lụt và lập tức nhấn chìm hàng ngàn dặm đất nông nghiệp màu mỡ, hủy diệt sự sống. Tuy nhiên, đôi khi dòng sông này cũng sẽ xuất hiện một số con vật khiến người ta không thể tưởng tượng, như mãng xà, thùng luồng, rùa khổng lồ, vân vân. Vì vậy, những người sống bên bờ sông Hoàng Hà ngày xưa cho rằng dòng sông này không yên bình là do có những con thú khổng lồ ẩn nấp bên dưới gây ra. Vào những năm 1990,
người ta đã tiến hành một cuộc khảo sát khoa học trên sông Hoàng Hà vào mùa khô. Khi tiến hành khảo sát lòng sông khô cạn, đội khảo sát đã phát hiện ra một cái hang khổng lồ có độ sâu 4 mét. Phía trước hang có vết bùn lầy trông giống như lòng bàn tay dày và to của một số loài bò sát lớn. Không một ai biết được loài sinh vật khổng lồ nào có thể để lại một cái hang trú ẩn to đến mức đáng sợ như vậy. Các nhà sinh học đồng thời cũng không có kết luận nào. Chỉ có một ông lão sống ven bờ sông Hoàng Hà dường như biết được nguồn gốc của hang này. Ông kể rằng đây là dấu vết do rùa khổng lồ ẩn nấp dưới đáy sông để lại. Khi có lũ, nó sẽ xuất hiện và khi nước cạn, rùa sẽ di chuyển đến nơi khác. Vì vậy, dòng sông vốn yên tĩnh sẽ đột ngột đổi hướng. Bờ kè sông kiên cố lại bất ngờ sụp đổ như bị một lực rất lớn tác động. Mai rùa khổng lồ cảnh báo quốc vận nhà Thanh. Ngoài sự xuất hiện của loài rùa khổng lồ ở sông Hoàng Hà vào năm 1965, người ta còn phát hiện rùa khổng lồ đã được tìm thấy ở sông Trường Giang vào đời nhà Thanh. Dưới thời trị vì của Hoàng đế Quang Tự, một mai rùa có kích thước cực lớn với đường kính 13 mét đã được tìm thấy ở sông Trường Giang. Mai rùa này được bao phủ bởi những đường nét thần kỳ giống như những ký tự cổ xưa của dòng chữ Oren. Vì đã trải qua nhiều năm nên vết khía trên mai bị mờ do sự bào mòn từ dòng chảy của nước. Có tin đồn rằng trên chiếc mai rùa khổng lồ này được khắc một bức họa đồ giống như là Hà Đồ Lạc Thư trong huyền thoại. Truyền thuyết Trung Hoa kể rằng chỉ khi sắp thay đổi triều đại, thế giới hỗn loạn mới xuất hiện hiện tượng mai rùa có khắc hình quái thú Long Mã. Đúng như dự đoán, mai rùa khổng lồ xuất hiện không bao lâu thì liên quân tám nước tấn công Bắc Kinh, khiến Tử Hy Thái Hậu vội vàng bỏ chạy. Từ đó, toàn bộ đất nước Trung Hoa chìm trong chiến tranh, nhân dân lâm vào cảnh khốn cùng. Sau đó, bởi vì chiến tranh, mai rùa cũng lưu lạc không rõ tung tích. Có người nói rằng nó được giấu trong núi do thế giới chỉ ổn định khi mai rùa được chôn cất. Cũng có người nói rằng mai rùa bị những kẻ tham lam đập thành từng mảnh và bán. Từ đó không còn tin tức gì nữa. Sự kiện trên sông Trường Giang vào năm 1998. Trong trận đại hồng thủy trên sông Trường Giang năm 1998, lúc lũ lớn xảy ra, nhiều người đã nhìn thấy một dạng san hô đen đang bơi trong nước. Sau loạt xâm chấp, một cột nước lập tức tụ lại từ sông Trường Giang rồi lao thẳng lên trời và biến mất. Liệu đây là sự thật hay chỉ là truyền thuyết dân gian? Đối với người dân Trung Quốc, năm 1998 chắc chắn là một năm không thể nào quên. Một trận lũ lụt lớn đã phá hủy vô số ngôi nhà trong chốc lát và khiến hàng triệu người phải bỏ mạng. Đứng trước mỗi trận lũ lụt, đội cứu hộ là những người tiên phong trong quá trình cứu trợ thiên tai. Một đội cứu hộ lúc liều mạng đi đến con đập tiền tuyến trong lũ đã nhìn thấy một xoáy nước khổng lồ bất ngờ xuất hiện trên mặt nước. Mọi vật trôi nổi đều bị hút vào xoáy nước và bị nuốt chửng. Khi họ vội vã quay lại, một bóng đen khổng lồ bất ngờ xuất hiện bơi nhanh dưới mặt nước và khuấy động những con sóng lớn. Bóng đen này bơi về phía biển Hoa Đông với tốc độ cực nhanh. Những người có mặt tại đó đã nhìn thấy nhiều tia chớp trên bầu trời kèm theo tiếng sấm ầm ầm. Một sinh vật bí ẩn hình thành phía trên cột nước khổng lồ lao thẳng từ dòng sông hòa vào bầu trời tăm tối. Cùng lúc đó, bóng đen khổng lồ vốn đang bơi dưới nước cũng biến mất không thấy tăm hơi. Năm 2015, tàu Ngôi Sao Phương Đông đang theo hành trình hướng về Trùng Khánh thì bất ngờ gặp phải một cơn bão dữ dội nên bị lật úp rồi chìm xuống biển. Kết quả điều tra cho thấy nguyên nhân của vụ chìm tàu là do tình hình thời tiết xấu. Nhưng cũng có người cho rằng vụ án này có liên quan đến thuồng luồng nằm dưới lòng sông Trường Giang. Đây chỉ là những câu chuyện truyền thuyết mà dân gian truyền tai nhau. Nhưng chúng ta đều biết cả sông Hoàng Hà và sông Trường Giang từ xa xưa đều được bao phủ bởi một bức màn bí ẩn, không ai biết được trong lớp phủ sa đọng lại dưới dòng nước chảy xiết là gì. Đó có thể là rùa khổng lồ đã chết từ lâu. Mặc dù xương thịt đã mục nát, nhưng vẫn còn lại một cái mai khổng lồ to bằng một ngôi nhà nhỏ, phủ đầy hoa văn kỳ lạ. Có thể là một mái tóc dài của phụ nữ trôi lơ lửng từ xa, những thỏi tiền cổ, đồng xu cổ thỉnh thoảng dạt vào bờ và thậm chí cả một chiếc quan tài. Là nguồn gốc của nền văn minh Trung Quốc, những ngôi mộ cổ và các vụ đắm tàu dường như tiếp tục lan truyền truyền thuyết cổ xưa của hai con sông này. Chính sự tồn tại bí ẩn như vậy đã khơi dậy sự tò mò, trí tưởng tượng và niềm tin của con người về những thần thú linh thiêng. Nếu thấy video này ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả các bạn.